Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định số 444 ban hành danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 203. Trong số này có gần 500 loại thuốc, vaccine sản xuất trong nước được Bộ Y tế cấp mới, gia hạn 3 năm, có loại 5 năm. Tính đến ngày 2 tháng 7, đã có trên 10.000 loại thuốc, vaccine được Bộ Y tế cấp mới, gia hạn theo quy định của Luật Dược năm 2016. Thực hiện nghị quyết số 80 của Quốc hội, Bộ Y tế đã có 14 đợt công bố gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc là 13.202, trong đó 10.301 thuốc trong nước, 2.656 thuốc nước ngoài, 245 vaccine sinh phẩm.